năm 2018 trong một buổi tập luyện cùng tuyển Brazil. Ngôi sao của PSG đã có màn siêu bão, ăn mừng bàn thắng theo phong cách vốn đã được định hình là của Cristiano Ronaldo. Neymar và các đồng đội đang tập trung ở tuyển Brazil chuẩn bị cho trận đấu giao hữu gặp Mỹ và El Salvador. Pha ghi bàn trên sân tập của Neymar được thực hiện từ cánh trái với kỹ thuật sút bóng điêu luyện làm tung lưới. Rất hài hước, sau khi ghi bàn này, Neymar chạy một đoạn dài quanh các đồng đội rồi sao chép màn ăn mừng của Cristiano Ronaldo. Ngoài tình huống này, còn những lần siêu sao đắt giá nhất hành tinh sao chép người đồng nghiệp nổi tiếng, hãy cùng chúng mình khám phá nhé! Như chúng tôi vẫn thường chia sẻ, đối với những tín đồ trung thành của bóng đá, trên bề mặt sân cỏ là tập hợp của tinh hoa nhân loại và ẩn chứa vô vàn sự đa dạng. Có những cầu thủ thì yêu thích lối chơi đơn giản, trực diện và hiệu quả, nhưng cũng có người rất thích phô diễn kỹ năng độc lạ mà họ đã dày công tập luyện ngày đêm để mang lại sự mãn nhãn cho khán giả và làm điểm nhấn cho bản thân. Và nếu nói về quẩy skill, thì Neymar và Ronaldo chắc hẳn sẽ được ngồi ở những hàng ghế đầu trong làng túc cầu hiện nay. Vậy hôm nay, hãy cùng mở hội tỷ thí giữa hai cầu thủ này để xem ai mới là bậc thầy kỹ thuật đương đại nhé! Khống chế bóng bằng lưng. Cristiano Ronaldo đã từng thực hiện động tác này khi anh còn khoác áo Real Madrid. Nó khá thuần thục và khiến cho hậu vệ đối phương thực sự bất ngờ khi bị CR7 vượt qua một cách đầy lạ lẫm. Neymar cũng đã từng làm động tác đỡ bóng bằng lưng tương tự, nhưng ở tình huống này, tiền đạo người Brazil ở giữa sân và không phải chịu sự chi phối quá nhiều của đối thủ. Pha đỡ bóng này đơn giản chỉ là ngẫu hứng nhất thời của tiểu Pele và anh chỉ muốn rắc thêm muối vào trận đấu cho khán giả thưởng thức. Rabona. Đây chắc hẳn là động tác không còn xa lạ với chúng ta nữa, vì nó được rất nhiều cầu thủ thực hiện. Hồi còn chơi bóng tại nhà hát của những giấc mơ, anh Bảy rất chăm quẩy skill vì được chơi bóng ở vị trí dễ thở. Và lần này, anh đã thành công với combo ngoặt bóng cộng Rabona, kiến tạo thành công cho Van Nistelrooy đánh đầu tung lưới Aston Villa. Cựu tiền đạo Barca cũng thường xuyên thực hiện những pha chuyền bóng theo kiểu Rabona lúc anh còn chơi bóng ở Camp Nou và cả Paris Saint-Germain. Nhưng nhìn những pha bóng này, chắc hẳn đây là động tác mà Neymar sử dụng trong lúc lâm vào đường cùng, hoặc cũng có thể đây không phải là sở trường của tiền đạo người Brazil. Elastico. Kỹ năng này được cựu danh thủ người Brazil Rivelino sáng tạo năm 1970 và một huyền thoại Brazil khác là Ronaldinho nâng tầm nó. Huyền thoại người Bồ cũng rất yêu thích skill này và anh thường sử dụng nó với mục đích kèm theo là sâu kim luôn cả đối thủ, hay có thể gọi là combo Elastico cộng sâu kim. Thật tuyệt vời là huyền thoại sinh năm 1985 vẫn rất nhiều lần thành công với những pha biểu diễn kiểu này. Với Neymar, một chân quẩy skill khét tiếng sẽ không dễ gì bỏ qua tuyệt kỹ nổi tiếng của bậc tiền bối đồng hương. Những động tác thực hiện của Neymar rất đẹp mắt và nhanh nhẹn, nhưng có lẽ trong những tình huống này, anh đã không giữ cho bóng được luân chuyển và để cho đối thủ có đủ thời gian và cơ sở để nắm bắt tình hình. Đánh gót giả. Đây là một động tác chỉ mang tính chất đánh lừa đối thủ để giữ bóng lâu hơn và kéo dài thời gian quan sát cục diện để đưa ra xử lý tiếp theo. Vì hai danh thủ này thường là ngòi nổ, lĩnh sướng hàng công của các câu lạc bộ cũng như đội tuyển quốc gia họ khoác áo, và phải thừa nhận cả hai đều thực hiện kỹ năng này một cách rất mãn nhãn và hiệu quả, cứ như họ đang thực hiện một thứ gì đó cực kỳ cơ bản vậy. Xuất phạt chìm. Lối xuất phạt này cũng từng được rất nhiều cầu thủ thế hệ trước thực hiện và lại một lần nữa phải nhắc đến cái tên Ronaldinho. Trong khi Ronaldo đã từng thành công với việc xuất phạt theo phong cách này ở cả câu lạc bộ MU và Real Madrid,
Neymar cũng chẳng chịu kém cạnh khi cũng một lần làm tung lưới đối thủ với cú sút dìm vượt rào và mang về bàn thắng cho Paris Saint-Germain. Ở kỹ năng này, họ cũng rất hiếm khi thực hiện, nhưng hễ đã làm thì thành công vì cả hai đều biết vận dụng lúc nào sẽ phù hợp. Elastico ngược, CR7 đã từng khiến đối thủ phải ngã sóng xoài trên sân vì không thể nào đoán bắt được ý đồ thực hiện cú Elastico ngược của anh 7 và đành ngậm ngùi đuổi theo, dùng tay kéo áo hay làm đủ mọi thứ để sửa sai. Tiểu Pele còn chơi lớn hơn khi dùng động tác này để vượt qua người đàn anh trên tuyển và cũng là người đồng đội cũ tại Barca, Dani Alves. Cụ thể là Neymar đã Elastico ngược và sâu kim Alves trong trận đấu giữa Barca và Juventus trong khuôn khổ cúp C1 mùa giải 2016-2017. Kỹ năng đi bóng gần cờ phạt góc hay có thể hiểu là tận dụng những lợi thế khi có bóng ở sát đường biên để đi bóng hoặc câu giờ. Vì để đi bóng vượt qua đối thủ ở bối cảnh này là một điều rất khó, vậy nên dù sở hữu kỹ thuật thượng thừa thì những pha múa máy chân tay của cả CR7 và Neymar đều chỉ dừng lại ở mức phô diễn kỹ thuật và thị uy với đối thủ, còn số lần vượt qua được họ thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chuyền không nhìn, Ronaldo và Tiểu Pele đều thực hiện những động tác này rất tốt và có thể đạt được mục đích khi đưa được bóng đến chân của những người đồng đội một cách như ý muốn. Nhưng kỹ năng lạ thì phải xét đến tính đột biến và ở hạng mục này, Ronaldinho luôn luôn là một tượng đài khó bị xô đổ. Combo giả sút chuyền và ngoặt bóng. Neymar với đôi chân lúc nào cũng thoăn thoắt của một vũ công Samba chính hiệu và tuổi đời lại nhỏ hơn CR7 đến 7 năm. Nếu xét về hiệu quả thì cả hai đều tạo được sự đột biến và mở ra cơ hội tấn công cho đội nhà. Nhưng nói về sự cuốn hút thì những điệu nhảy Samba là một thứ gì đó rất mê hoặc lòng người. Tân bóng. Thường thì việc tân bóng thường diễn ra ở những buổi tập để chúng ta làm quen hoặc tìm lại cảm giác bóng. Còn trong một trận đấu chuyên nghiệp, ít cầu thủ nào dám tự tin tân bóng vườn qua lại trước mặt đối thủ vì đó chẳng khác nào thách thức họ phạm lỗi với mình. Nhưng với Ronaldo và Neymar thì khác. Nếu hỏi họ đâu là giới hạn thì câu trả lời sẽ là không có. Vậy nên cũng thật dễ hiểu khi họ tự tin thể hiện những pha tân bóng như nhảy múa trước mặt đối thủ. Chung quy lại, việc quẩy skills ngoài mục đích mãn nhãn, nó cũng là cách để các cầu thủ có thể tạo ra được sự khác biệt và khoan phá vào hàng thủ đối phương để mở ra con đường dẫn đến khung thành của đối thủ. Còn Ronaldo và Neymar là hai chuyên gia ở lĩnh vực này. Vậy theo các bạn, với những gì họ đã thể hiện, thì ai là người quẩy skill đẹp mắt hơn và ai là người tạo được sự đột phá hơn với những màn quẩy skill của họ? Cùng vote cho họ ở bên dưới để xem ai mới là bậc thầy kỹ thuật nhé. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.